Trong ô tô này, lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện có hàng chục kg ma túy, nơi mà hai nghi phạm sẵn sàng cố thủ và thủ sẵn một khẩu súng quân dụng để chống trả khi bị bắt giữ. Ngày 15 tháng 9 năm 2024, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang hai nghi phạm là Nguyễn Xuân Huyên, 37 tuổi ở huyện Quảng Ninh và Trần Đình Mão, cũng 37 tuổi ở thành phố Đồng Hới, cùng tỉnh Quảng Bình, vận chuyển trái phép 26 kg ma túy và một khẩu súng ngắn quân dụng. Trong đó có 24 kg ma túy dạng hồng phiến và 2 kg ketamin. Theo hồ sơ ban đầu, các nghi phạm lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, WhatsApp để tìm nguồn từ các đầu nậu bán ma túy ở Lào. Sau đó liên hệ mua ma túy bằng cách vận chuyển qua đường tiểu ngạch về Việt Nam rồi móc nối bán lại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các nghi phạm chủ yếu liên lạc, giao dịch, thực hiện hoạt động phạm tội trên không gian mạng nên cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và tổ chức đấu tranh. Sau nhiều ngày kiên trì mật phục, giám sát di biến động của các nghi phạm, ngày 13 tháng 9, ban chuyên án quyết định tổ chức lực lượng đấu tranh bắt giữ hai nghi phạm Nguyễn Xuân Huyên và Trần Đình Mão khi cả hai đang trên ô tô cá nhân vận chuyển ma túy. Theo lời khai ban đầu, hai nghi phạm này đi ô tô vào Kon Tum liên hệ các nghi phạm phía Lào mua ma túy đóng thành hai gùi, vận chuyển bằng đường tiểu ngạch đến gần khu vực cửa khẩu Bờ Y ở Kon Tum, sau đó đưa ma túy lên ô tô chuyển về Quảng Bình tiêu thụ. Quá trình đấu tranh, lực lượng phá án xác định hai nghi phạm Nguyễn Xuân Huyên và Trần Đình Mão khá manh động, liều lĩnh và có vũ khí, ngoan cố chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Khẩu súng quân dụng để ở hộc cửa xe cạnh chỗ ngồi của nghi phạm Nguyễn Xuân Huyên, trong súng có 7 viên đạn đã lên nòng. Tuy nhiên, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch rất chặt chẽ nên các nghi phạm chưa kịp hành động thì đã bị tổ công tác khống chế bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án này. Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2024, nhiều người dân Hà Nội không băn khoăn về bữa sáng mà bằng việc làm thế nào để tránh các con đường ngập nước sau trận mưa lớn kéo dài. Khắp các diễn đàn mạng xã hội, người tham gia giao thông đăng trạng thái để hỏi về tình hình lưu thông của tuyến đường mình sắp di chuyển. Ngoài đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, nơi mà xe cộ đang lưu thông rất khó khăn vì có đoạn nước ngập nửa bánh xe, thì nhiều tuyến đường khác như đường Cầu Bưu, đoạn qua khu vực ngã tư Sa La, Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều, quốc lộ 32, đường Quang Trung, đường Dương Đình Nghệ cũng không khá hơn mấy. Tại các tuyến đường ngập nhẹ, việc lưu thông tuy khó khăn nhưng phương tiện giao thông vẫn có thể di chuyển. Riêng tại các điểm ngập sâu, giao thông đình trệ, lượng phương tiện vào ngày đầu tuần rất đông, lại thêm ngập, tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng hơn. Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 9, khu vực nội thành Hà Nội có mưa to đến rất to. Dự báo trong nhiều giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10 đến 20cm. Đáng chú ý, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu 25 đến 30cm. Tại quận Tây Hồ, một số tuyến có khả năng ngập như Thụy Khuê, Phú Xá, quận Ba Đình có phố Thành Công, Huỳnh Thúc Kháng, La Thành, Liễu Giai, Điện Biên Phủ, Núi Trúc, Ngọc Khánh, Nguyễn Trường Tộ. Quận Hoàn Kiếm có phố Phùng Hưng, Liên Trì, Nguyễn Gia Thiểu, ngã tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyết, Đinh Liệt, Nguyễn Siêu, ngõ Gạch, Tông Đản. Quận Đống Đa có phố Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Lê Duẩn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Kim Liên. Quận Thanh Xuân có phố Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Tuân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng, Phùng Khoang, đường Tố Hữu, đoạn từ đường Lương Thế Vinh đến Trung Văn. Quận Cầu Giấy có ngã tư Dương Đình Nghệ, Nam Trung Yên, phía sau tòa nhà Cang Nam, đường Hoàng Quốc Việt gần trường Đại học Điện lực, đường Phan Văn Trường, Phùng Chí Kiên, Trần Bình, Hoa Bằng. Quận Hà Đông có phố Triều Khúc, đường Quyết Thắng, Phùng Hưng, Tô Hiệu, Yên Nghĩa. Do vậy, người dân đi qua các khu vực này cần lưu ý không để ảnh hưởng lịch trình trong ngày. Cái xe trước ông có 2 chiếc lượng mà cái xe trước mất rồi. Thì cái xe này là ông mua hồi 584 đến giờ là 700 ngàn. 700 ngàn hồi đó giờ 584 là mấy chục năm rồi đó. Mà người ta cho người ta cho ông tiền mua cho ông mua cái tiền về chỗ công ty cửa hàng trang thép á, ông ta mua cho tiền mua. Thank you.
Siêu lộng vô đây là ông kiếm đâu, ông kiếm tiền mua chiếc lô chạy chứ còn ông có chọn nghề gì hết. Bây giờ chữ nghĩa là không có đó, chữ nghĩa là không có, nữa là ông phải chạy những cái lô sống từ hồi giờ gì vậy? Sống từ hồi giờ gì đó, không có cái gì khác hơn rồi, rồi. Không có nghề nào khác hơn hết. Thì hồi đó là chưa có xe ôm có biết trình tráp cũng chưa có nữa, nhiều người đi lắm. Chứ còn ngày xưa là ông còn trai mà xe nó ngon, nó mới, nó nhẹ à. Thanh niên à, xe cộ thanh niên mà còn cửa hồi đó cỡ 30-40 tuổi như nhiêu thì ông có chở trai, có chở khách. Đi ra thì có chở, có ai kêu chở gì thì chở, có tiền không có thì thôi. Vậy đó mình chạy xe mà chứ mình làm gì có căn bản đâu, mình ra ngày nào cũng có tiền, đâu có vậy đâu, không phải. Ra mình không cái xe, ta có mua hàng người ta kêu thì mình chở, ta không có mua hàng thì thôi. Như ông chưa có đồng nào hết, chưa muốn làm hết à, ông chạy về công ty à, vì công ty cái cửa hàng sát thép rồi kia đã có tới, ta mua đồ rồi mình chở, ta không mua thôi lấy mình chở. Chặn đi chừng 3 cây số là mình đi chừng 2 lần, nghỉ 1 lần 10 phút thôi, nghỉ 2 lần chứ đi xa nữa ông có đi chở ai kia mình chở gì chở chạy cái inox nè, sắt nè, rồi mình chở gì nữa, chứ còn người thì dưới phút ông mới chở. Sẽ đi rác hơn, các khi ông xem ra ông chưa gì, chỉ thấy ông già rồi đó, là ông dám đi, ông dám kêu. Ngày tối đa nhất á, có ngày ngon nhất là được 200-250, còn có ngày đồng, nhưng ngày 2-3 ngày không có đồng nào, để lấy đồng tiền đó ăn qua mấy ngày không có. Đó. Ông chạy lên lắm kèm, tự đưa bản thân ông thôi, ông có nhờ ai, tự đưa bản thân. Vui lên trong cái gì buồn, tự cái số mình, tự gì mình chịu thôi, tự số của mình mà tự mình phải chịu thôi. Thấy gì thấy sống ngoài đường thì thấy nó thoải mái ở nhà, nó mát mẻ mà nó thấy thoải mái ở nhà. Giờ mưa thì không có chọn, giờ mưa thì chỗ rồi em không chụp mưa, nắng thì cũng vẫn đi bình thường thôi. Hoặc chỉ có mưa thì bỏ mưa không đi, hay là chỗ nào có chỗ nào đó cái lúc không được mưa, chứ còn nắng thì vẫn đi bình thường không có gì hết. Là cứ phải em còn được tôi đi đứng tôi mắt không rõ, mắt không còn rõ rồi đó. Sáng giờ chúng chưa ăn mỗi ăn ổi mì thôi, mà ăn ổi mì cũng chưa ăn trưa đó, mua ổi mì 10 ngàn. Có bữa ăn khô, có bữa là không muốn à, thì ăn bánh mì, không muốn ăn hủ tiếu, gặp gì ăn cá à. Ông thì chung là ông chú á, thì ông đậu xe nè, rồi ai kêu ông thằng chú á, thì chở đồ chỗ bên xe bích á, băm ba và chú Trinh á, thì cho vài chục ngàn anh chú. À, chú mà từng tuổi này nhỏ chú rồi vài chục tuổi mà chú thấy là cảnh chú là thấy tội lắm. Mọi người, tất cả mọi người, từ công ty, từ ai cũng kêu bà nghỉ đi để bể nợ. Nhưng bà thấy có những người còn rất gặp khó khăn. Rồi mình làm gì mình giúp được đời thì mình cứ giúp, chứ không phải mình sống để hưởng thụ cho mình.